Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với kênh Phong Thủy Sa Cát trong suốt thời gian qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi người mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Bước sang năm 2023 Quý Mão, ai ai trong số chúng ta cũng tò mò về số phận của mình, không biết sang năm mới các hung vận hạn của mình ra sao, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong năm 2023, những gia chủ Canh Dần gặp hạn Thái Tuế, nhưng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn. Do được quý nhân tương trợ nên những gia chủ Canh Dần cực kỳ may mắn trong năm 2023. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và yêu quý. Trong năm 2023 này, do được quý nhân tương trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuy không tạo dựng được cơ đồ, nhưng sự nghiệp của gia chủ Canh Dần cũng khiến không ít những người phải ghen tị và nể phục. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang năm 2023 là một năm bùng phát của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ, tạo nên những bước đột phá mới trong năm 2023 này. Quý vị đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong năm 2023 đúng không nào? Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sa Cát được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem mè sử dụng cho gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nữ mệnh trong năm 2023. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, là người thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ mệnh Canh Dần thông minh nhân hậu, rất được lòng người khác. Họ có tấm lòng lương thiện, từ bi, sẵn sàng ra tay cứu giúp kẻ gặp nạn mà chẳng nề hà, khó khăn. Tuy vậy, tính cách quá mạnh mẽ nên có phần trắc trở trong tình duyên. Trong công việc, họ nhiệt thành, luôn làm hết sức mình, đặt lợi ích chung của mọi người lên hàng đầu, không tính toán thiệt hơn nên rất được cấp trên và đồng nghiệp quý mến. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tiến sang năm 2023, người Canh Dần vận trình khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích trò chuyện với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng. Tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân, nên học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ. Đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng, vô phạt. Người nhà nên chú ý thay đổi tâm lý của mệnh chủ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Dần, sinh năm 1950, nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn, vận hạn là Ngũ Mộ, hạn Tam Tai, gia chủ Canh Dần, không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu, không phạm Kim Lâu. Về địa chi, Dần gặp Mão là bình hòa yên ổn, hay nói cách khác, người tuổi Canh Dần nữ mạng không phạm Thái Tuế. Xét về mối quan hệ thiên can Canh Dương Kim gặp Quý Âm Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho gia chủ Canh Dần, nếu có cơ hội tốt phải nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm 2023 Quý Mão, gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 cần chú ý tháng Canh Thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Dần, nữ mạng. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân, quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Dần sinh năm 1950, nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mệnh Canh Dần gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật,
nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp phải sau này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mù miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt với thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 đến 10 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo, muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ hoàn. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị. Hoặc đơn giản hơn là sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể là sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Gia chủ canh dần sinh năm 1950, nữ mệnh, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán xa bại sản, nhẹ thì mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất mát, mất ăn, mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp hạn này phải chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả, kém chất lượng, đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi canh dần sinh năm 1950, nữ mệnh theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đón xuân đầu năm cùng gia đình, gia chủ canh dần chú ý di chuyển ra bên ngoài. Tháng 2, công việc của con cái trong tháng này không thuận lợi. Tháng 3, tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 4, công việc làm ăn của người trong nhà không được tốt, sức khỏe của gia chủ kém. Tháng 5, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo sức họa vào thân. Tháng 6, gia chủ cần đặc biệt chú ý cẩn thận bệnh tật, ốm đau lâu ngày khó khỏi trong tháng này. Tháng 7, cẩn thận gặp tai nạn bất ngờ, rất nặng. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có chuyện buồn đưa tới trong gia đạo, có người già ốm khó qua khỏi. Tháng 9, tháng này gia chủ sinh năm canh dần có tin vui từ gia đạo. Tháng 10, không được tốt, tình cảm gia đạo thiếu hòa khí, có mâu thuẫn và xung đột. Tháng 11, hòa khí trong gia đạo của gia chủ tháng 11 cũng không tốt, bên cạnh đó cẩn thận mất của cải. Tháng 12, trong tháng cuối năm của năm Quý Mão, gia chủ hao tán tiền bạc, cùng với đó đừng ăn uống cần chú ý. Tổng kết tử vi tuổi canh dần sinh năm 1950, nữ mệnh trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, ở tuổi này đa phần bản mệnh chủ yếu tận hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già bên cạnh con cháu, dành thời gian giúp con cái trông nom dạy dỗ trẻ nhỏ. Song bên cạnh đó, chú ý lời ăn tiếng nói để phòng thị phi, nói xấu sau lưng, mọi việc đều phải hành sự thận trọng để tránh điều tiếng ở tuổi này và làm gương cho con cháu noi theo. Gia chủ không phải tất bật lo mưu sinh, được hưởng phúc từ con cháu, cuộc sống nhìn chung ít phải lo nghĩ, đôi khi có muộn phiền do trẻ nhỏ ngỗ nghịch hay lo cho sức khỏe của bạn đời dẫn đến tinh thần sa sút. Lúc này nên chia sẻ với người thân để giải tỏa tâm sự. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn, song người tuổi canh dần sinh năm 1950 này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn sẽ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Về sức khỏe, năm nay nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1950. Gia chủ cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và sẻ chia của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Những gia chủ canh dần không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống, giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động.
Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, phong cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, nữ mạng Canh Dần sinh năm 1950 trong năm 2023 không gặp điều phiền muộn về gia đình, cuộc sống bình ổn, con cháu ngoan ngoãn, bản mệnh cũng luôn biết cách vun vén cho gia đình, chủ động đứng ra hòa giải khi có mâu thuẫn nên có thể giữ được gia đạo an yên, đêm cửa ấm nhà. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 nữ mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Canh Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Dần. Qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng quý vị, chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.